xin chào cô chú chị các bạn quay trở lại với kênh của thành lê usa là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong là hài của sống mỹ nha sau mọi người ok tóc mình hơi dài mình hứa là từng này mình sẽ hấp tóc ok <laughs> kể như trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết một thông tin rất là có thể gọi là một tin vui liên quan tới tình hình xã hội chính trị kinh tế mỹ wow công nhận một cái tin thôi mà nó ảnh hưởng tới 80 vấn đề luôn đó là tình hình về gói cứu trợ 3.500 tỷ đô cũng như là gói cứu trợ 1.200 tỷ đô tổng cộng là 4.700 tỷ đô la Mỹ nha mọi người trời ơi trời tiền đô mà làm như tiền uh, của nước nào vậy đó 4.700 tỷ đô la Mỹ là mọi người thấy được cái cái sự mà giàu có và hoành tráng của nước Mỹ nhà ta như thế nào rồi đó và cái tin vui nó nằm ở chỗ là gì bữa nay bà Nancy Pelosi tức là uh, bà... Uh, có nhiều người gọi là bể lớp xe hay là có thể gọi bả là mụ phù thủy đồ này kia đó ha đại khái là những cái nickname mà khá là chiều mến bả uh, mà người người những người mà không ưa bả người ta đặt cho bả đó ha những cái nickname mà khá là êm tay đó mà đảm bảo là bả nghe ha? tại vì mọi người nhớ là gì mấy người đó có thông dịch hết trơn rồi Bả biết bà biết chúng ta là đặt cho bả những cái nickname mà mắc cười vậy đó <cười> ok cái <laughs> như á là uh, bà thông báo cái tin uh, có thể gọi là tên, một tin vui cho người dân Mỹ, ha, ha không biết tin vui hay tin xạo gì đó, nhưng mà đại khái cái tin của bà là vậy nè, bà nói là chắc chuyến này là đảng dân chủ họ phải uh, giảm giá tiền của cái gói ba năm trăm tỷ đó xuống còn cái hai ngàn tỷ, Wow trời nghe cái tin đó nghe nó uh, mát lỗ tai gì đâu, đó, Ok đáng ra là đang nóng lỗ tai đó mà nghe tin là tương đối là dịu dịu lại bớt rồi đó, trước tiên á mình xin đến chính là đây là gì chỉ là một cái lời nói đơn uh, giản của một mình bà Nancy Pelosi thôi. ha nó không có ý nghĩa gì hết. Mình xin đến chính là nó không có ý nghĩa nhiều. Chúng ta khoan hang mừng dậu gì đây hết á. How? tại vì sao? Trước tiên là gì? Bà Nancy Pelosi, bà mặc dù bà là House Speaker, mặc dù bà là chủ tịch hạ viện nhưng mà cái gì? Bà không thể nào mà bắt tất cả. Trước tiên là cái gì? Ở hạ viện á thì bả còn có một chút quyền ha bà có quyền đồ này kia ha nhưng mà vì cái cái nhóm cực tả là ở dưới hạ diện nó đông nhất cái phe của bả nhóm AOC, Hanomo rồi Koi Bush coi gì nè Rokana The The Sida, The Leaf gì đồ này kia đó những cái nhóm, đứa mà nó muốn phá tung nước Mỹ lên đó ok để nó mua phiếu đó miễn sao nó ngồi được ghế được rồi còn nước Mỹ sao là coi như nó nó bất cần đó thì gì bà không kiểm soát được mấy đứa đó Tại vì mấy đứa đó nó cũng quậy quá đi ha Thì Cái nhóm đó nó đòi là gì Tối đa lắm mà nó chịu xuống giá hiện giờ Là nó chịu cỡ 2.500 tỷ Mà cái mức giá mà bà Nancy Pelosi bà đưa ra Là 2.000 tỷ Mọi người thấy là sơ sơ thôi là bà Ở dưới hạ viện thôi là thấy nó hơi bị uh, uh, Sai sai rồi đó Đúng không? Tại vì một bên đó nói 2.000 tỷ Trong khi một bên đó thì đòi 2.500 tỷ trở lên là tức là hai bên đó, đó bên cực tả với cái ý của bà Nancy Pelosi là gì nó trên nhau đến 500 tỷ đô nha nếu mà như vậy mà cũng chơi nữa đó thì lên trên thượng viện ngay cả trong cái trường hợp mà cái gói cứu trợ ba 500 năm tỷ đó đi mà nó xuống còn có hai ngàn tỷ đô theo ý của bà uh, Nancy Pelosi mà bà nổ nổ hồi nãy giờ đó thì là gì lên tới thượng viện nơi mà bà Nancy Pelosi bà không có quyền ở trên đó đặc biệt là vì bà càng không có quyền đối với các thượng nghị sĩ nữa thấy không? thì ông Joe Manchin là một lá phiếu quyết định của bên phía đảng dân chủ á thì, thì, ông chỉ muốn là ok một ngàn tỷ không nói nhiều không nói nhiều đây ông chỉ muốn ngàn năm tỷ tức là cái gì nó lại thấp hơn cái mức của bà đến 500 tỷ và nó thấp hơn cái mức của cái nhóm cực tả nó đòi á, là gì có một ngàn tỷ đô thấy không? là mọi người thấy nó hơi nó lại đi sai sai nữa rồi đó mỗi lần nó nó đi thêm một bước là nó hơi sai sai rồi nè thành ra là chúng ta khoan hay mừng giỏi đối với cái quan điểm của bà Nancy Pelosi này à mặc dù bà là house speaker nhưng mà tại vì bà cũng không phải là người uy tín lắm thành ra những gì bà nói chúng ta khoan hay mừng giỏi ở đây Đấy không còn về mặt khác nữa là gì tính tới thời điểm này bữa nay là như như là ngày 13 tháng 10 năm 2021 thì nước Mỹ thật ra không có gói cứu trợ nào mà gọi là ba ngàn năm tỷ đô đó không hề có cái gói cứu trợ đó cái đó Hiện giờ chỉ có một cái dự luật duy nhất đã được thượng viện thông qua đó là gói của trợ uh, infrastructure về hạ tầng 1200 tỷ nó đang chờ thượng viện thông qua nữa là xong. À, sau đó chờ ông Biden ký nữa là xong. Nhưng mà dĩ nhiên cái đám hạ viện cực tả uh, của phe bản ASCII thì nó muốn uh, cái gói 3500 tỷ. Mà gói 3500 tỷ thì nó đâu có quyết định được. Thành ra nó bị bị kẹt hai gói tới giờ đó. À, nhưng mà bỏ qua cái chuyện đó đi. Thấy à, không? Thành ra là cái chuyện mà bàn thảo tại vì cái gói 1.200 tỷ nó bị kẹt lại dưới hạ viện. Thành ra là gì? Bên phía đảng chủ họ không có đủ phiếu để mà họ thông qua cái gói 3.500 tỷ. Chính xác là họ không có cái gói 3.500 tỷ, hoàn toàn không có đủ phiếu đi đâu hết á. Thành ra là mới không có cái dự lực 3.500 tỷ. Mà bây giờ hai bên đang làm như gì? Hai bên đang bàn thảo. Còn trước đó là gì? Hạ viện nó thông qua một cái nghị quyết một cái nghị quyết 3.500 tỷ nhưng mà đó nó không có nhiều ý nghĩa tại vì ngay cả trong trường hợp mà hạ viện nó thông qua nữa thì lên tới thượng viện đảng dân chủ họ đâu có đủ phiếu đâu mà thông qua mà nghe thấy mắc cười không còn phía đảng cộng hòa họ đâu có ủng hộ lại càng không đủ phiếu nữa thành ra cân bản là gì đảng chủ họ không có đủ phiếu thành ra là mới không có một cái dự lực gọi là 3.500 tỷ thành ra là cái chuyện nội chiến của đảng chủ họ gà giữa ông Joe Manchin với bà Christine Sinema với Bernie Sanders với cái đám cực tả với ở gì nó Chuck mờ rồi Nancy Pelosi rồi này kia tan ra là đảng chủ không gà không gà họ bị bế tắc và họ chỉ đứng dừng ở lại cái giai đoạn bàn thảo thôi họ bàn thảo các điều khoản ở trong cái gói của chợ 3.500 tỷ tại vì phải làm làm sao mà giảm từ 3.500 tỷ theo cái dự tính ban đầu Mm. mà xuống làm sao mà còn ở mức giá cơ một ngàn mấy uh, trong tỷ đô để chi để nó có thể vừa lòng ông Joe Manchin với Christine Sinema cũng như là nó có thể vừa lòng cái đám cực tả tại vì chỉ nhưng trong cái trường hợp đó là cái trường hợp duy nhất mà nó có thể có cửa được thông qua thôi chứ nó không có cái đường nào để nó binh nữa hết á nếu nó nhiều quá thì nó không đủ phiếu mà nếu nó ít quá nó cũng không đủ phiếu không nếu nó nhiều quá thì nó vừa lòng cái nhóm cực tả đi nhưng mà anh không có vừa lòng mà ông Joe Manchin với bà Kristen Sinema Thành ra nó cũng không đi tới đâu hết đó Nhưng mà nếu nó ít quá nó có thể vừa lòng bà mà... Kristen Sinema với ông Joe Manchin Nhưng mà lại mắc lòng cái nhóm cực tả Thành ra tụi nó cũng bầu trống nữa Thành ra lại cũng không đi đâu nữa hết à, Mà người thấy cái mấu chốt nó cái khó giờ Thành ra bây giờ là gì Bên trong nội bộ đang hay chủ họ đang bàn là ok Phải bớt cái chương trình nào đây Hiện giờ nha là cái nhóm cực tả nó muốn thay vì mà loại bỏ luôn các chương trình chẳng hạn như là free uh, đại học, community college, uh, free mẫu giáo rồi mở rộng uh, bảo hiểm, uh, family sick leave rồi uh, hỗ trợ tiền gửi con năng lượng sạch đồ này kia. Nó muốn thay vì nó kéo dài mấy cái chương trình đó bao nhiêu năm, 10 năm này kia thì nó muốn cắt giảm thời gian uh, của những chương trình đó xuống còn hai ba năm thôi. Để để mà giảm tiền, tại vì mọi người xem chi tiền mà liên tục 10 năm thì dĩ nhiên nó phải nhiều hơn là chi tiền liên tục chỉ 2 3 năm thôi, đúng không? Nhưng mà làm vậy thì cũng không được nữa, tại vì vẫn còn nhiều tiền quá. hả à, mà chi làm vậy lại còn coi như là dân người dân Mỹ chúng ta lại nổi máu hơn nữa tại vì tự nhiên nó, cho nó, nó, nó nói cho chúng ta tiền mà chỉ nó cho chúng ta tiền có một hai năm thôi là đó là bực rồi đó mà nghe xem cho là phải cho hoài ok cho là phải cho hoài không cho là thôi cho là phải cho hoài vậy đó tại vì chúng ta người dân Mỹ chúng ta có quyền đòi hỏi gì đó à, chúng ta có quyền là coi như đòi là coi như chính phủ Mỹ phải cho tiền chúng ta Every month Tiền bố mạnh gì đó à. nhưng mà dĩ nhiên chuyện đó cũng không xảy ra tại vì nó vẫn còn nhiều tiền quá thành ra bây giờ họ đang bàn là gì Phải nên cắt giảm cái nào đây à, họ đang cái mà họ cái mà mọi người không nghe tin tức không đưa tin là gì tại vì không có trước đây không có tin mới tại vì những cuộc họp nội bộ nó không có gì mà gọi là à tin mà gọi là breaking news hay là tin nóng ở đây hết đó. Cái chuyện mà đơn giản mấy ông với bà họ đang bàn mà chưa có thông qua nữa là gì. À, phải nên cắt giảm cái chương trình nào đây? Phải nên cắt giảm miễn phí đại học hay là cắt giảm uh, miễn phí mẫu giáo hay cắt giảm uh, mở rộng bảo hiểm hay cắt giảm tiền gửi con hay là cắt giảm child tax credit hay là cắt giảm năng lượng sạch xanh sạch đẹp gì đó. Nói chung là cái hay là cắt giảm viện trợ nước ngoài đồ nói chung. Nhưng mà bản thân cái vấn đề đó nó cũng chưa xong đó. Mọi người thấy mắc cười không? Thành ra gốc cùng có thể nói là hổm ngày bàn thảo mà nó cũng chưa đi tới đâu hết Mà tính toán theo thời gian nó nghe là tới ngày 3 tháng 12 là nước Mỹ lại tiếp tục đối diện với nguy cơ đóng cửa và dở nợ nữa Tức là bây giờ là chỉ còn có 7 tuần lễ nữa thôi Mà với cái tốc độ làm việc mà coi như chậm như gùa này đó là mình không đoán là tới Tới đó là nhiều khi nó cũng bế tắc thiệt chứ không phải chơi đâu Nhưng mà Finger cross <laughs> Hy vọng là hai bên có thể như một bước để chi để mà uh, nước mỹ chúng ta có một cái cứu trợ để chi để dĩ nhiên là mình và mọi người chúng ta có tiền hoặc là chúng ta có thể hưởng được cái lợi gì đó như nãy giờ mình vừa nêu đúng không mà nghĩ xem mà miễn phí mẫu giáo hay miễn phí đại học hay là hỗ trợ tiền gửi con hay mở rộng bảo hiểm hay cái giống gì đó là chúng ta cũng phải được lợi một chút rồi đúng không Better đề nó thiền đó thôi video đó dài xin chào tạm biệt mọi người nha hẹn gặp cô chú chị những video sau ok bye bye